Rồi, xin chào các bạn. Hiện tại mình đã tới chợ Long Định. Thì bây giờ là 7 giờ 40 phút nha. Thì mình đi từ chợ ngã 5 cây trăm xuống đây là khoảng một cây số nữa là tới chợ Long Định nha. Thì hiện tại thì các tiểu thương vẫn còn buôn bán và vẫn còn người đi chợ nha các bạn. Rồi, mình mời các bạn đi tham quan khu vực xung quanh chợ nha. Nó đường ra, có đường ra không? Còn đường ra nè. Dùng có những anh chị mình không nối nợ với công ty. Ngày hôm nay tôi đi sang sắp hỗ trợ giá là cho anh chị mình 30% giá là rồi cái cây này là 5 triệu 9 công ty tôi em có 30% rồi giảm cho anh chị mình được 1 triệu 8 là còn lại 4 triệu 1 là anh chị mình không nợ với công ty của tôi em. Thì em mới vừa nhận được quyết định công ty tụi em khá ưu tiên cho anh chị mình cây xài đó anh chị. Anh chị mình muốn xài trả chậm thì công ty tụi em cho anh chị mình trả 24 tháng. Anh chị mình muốn xài chương trình đặc biệt của công ty nhân dịp lễ này thì công ty đang cho anh chị mình trả 24 tháng. Còn lại là 4 triệu 1 là anh chị mình có quyết định tụi em đó. Còn lại là 4 triệu 1 là chị mình có quyết định tụi em đó. Bánh à, bánh cua ha. Này nhiêu cái vậy, lấy mấy con, hai con đi người hả, hai con đi về cho em, hai ba con đi.